Shop Bà Hư xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay thì Shop hân hạnh gửi đến mọi người một sản phẩm lắc tay mẫu mới mọi người nhé. Đấy thì đây là một cái mẫu dây đồng hồ. Đó, thiết kế bản 2 phân và kiểu cách nhìn rất là đẹp luôn. Cái này thì trọng lượng tầm độ 17 chỉ. Size tay của bạn này thì nó tầm độ 18-19 nha mọi người nhé. Thì nó tầm độ 17 chỉ. Còn anh em nào mình size to hơn thì nó sẽ tầm độ 2 cây. Đấy, hoặc là hơn một chút mọi người nhé. Đấy thì đây là cái mẫu lắc thiết kế dành cho những anh em mình thích cái mẫu mà đeo nhìn đẹp nhé, lịch lãm, sang trọng đấy và nhẹ nhàng, thì đây là cái mẫu mà rất là phù hợp cho anh em mình lựa chọn. Thiết kế ở đây thì là thiết kế kiểu giống y chang như là dây đồng hồ nhé mà các bạn sử dụng ấy. Đó, thì bản là 2 phân và độ dày vừa phải các bạn nhé, độ dày vừa phải. Đó, và thiết kế bên trong thì cũng rất là đẹp. Và đặc biệt ở đây thì với cái đơn hàng của bạn này nhé, bạn ấy muốn là mình làm khóa móc. Đấy, khóa móc cho bạn này. Thì đây là cái khóa móc mọi người nhé. Thì cái khóa móc và khóa hộp là hai kiểu khóa phù hợp cho kiểu lắc dây đồng hồ như này. Đấy thì tùy anh em mình thích kiểu nào thì shop sẽ làm kiểu đó. Kiểu khóa móc này thì sử dụng nó đơn giản. Đấy, và rất dễ sử dụng các bạn nhé. Đó. Còn khóa hộp thì nhìn nó kiểu cách nhưng mà sử dụng thì nó sẽ rích rắc hơn, khó hơn. Đấy thì cái này tùy mọi người, nếu các bạn thích đơn giản, dễ sử dụng. Đấy thì các bạn cứ khóa này các bạn đặt cho mình nhé. Và nó cũng rất là phù hợp với lại cái bản lắc mà nó có độ dày vừa phải như này. Đấy, đeo nhìn rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ để lên tay để cho anh em mình xem nhé. Đấy, xem cái dáng của lắc tay. Đấy, khi mà lên tay nó như thế nào. Nó rất là đẹp luôn mọi người ạ. Đặt lên tay là nó nằm tay luôn như này. Đó, phải nói là với cái kiểu lắc này nhé, thì những anh em mà mình thích cái phong cách nhẹ nhàng, đấy, đeo lịch lãm sang trọng, đặc biệt là những anh em mình làm văn phòng nhé các bạn nhé. Đấy, thì đây là một cái mẫu lắc rất là lý tưởng để cho mọi người đặt hàng. Đó, còn anh em nào mình cũng thích cái kiểu lắc dây đồng hồ như này, nhưng mà thích bản dày hơn, to hơn nhé. Đấy thì mình cũng có cái mẫu lắc chữ phúc và lắc kim tiền. Đấy, bản 2 phân rưỡi, bản 3 phân, bản 2 phân thì mình đều có đủ nhé, 3 kích cỡ. Đó, thì anh em mình quan tâm đến sản phẩm lắc tay kiểu dây đồng hồ thì anh em mình kết bạn Zalo nhé, cứ shop qua cái số dưới thì shop sẽ gửi mẫu cho mọi người, tư vấn báo giá cho anh em mình tại cái thời điểm mà mọi người gửi hỏi hàng mình. Đó, thì bên nhà mình là mình chuyên gia công hàng đặt. Đó, và ship toàn quốc của người nhé, mình chỉ làm bạc đẹp thôi. Đấy, anh em mình đặt hàng thì mình sẽ làm trực tiếp theo cái size tay của mọi người cho. Đấy thì sẽ đảm bảo là các bạn đeo đẹp và vừa vặn. Cái quan trọng nhất ở đây đó là mình làm bạc đẹp. Đấy thì hàng sẽ đảm bảo chất lượng cho mọi người nhé. Đấy thì anh em là mình đang cần tìm cái địa chỉ mà để làm bạc đẹp nhưng mà các bạn chưa tìm được ở đâu thì các bạn hãy tham khảo cái địa chỉ bên nhà mình. Đấy, đảm bảo là các bạn sẽ đạt được cái sản phẩm mà đúng chất lượng và mẫu mã đẹp các bạn nhé. Đó, thì mình ở Hải Dương thì rất là cảm ơn mọi người đã xem cái video này. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để đón xem những cái mẫu mã tiếp theo, những cái video tiếp theo mọi người nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.